dân quân đứng lên này là có sắp ra rồi. Quay sao được? Sao được? Lên, tác nghiệp liền em. Đẹp, lấy cái cây quay không? Lấy cái cây. Đi ra. Quay thôi. À, thầy với trò lên đây hết chưa ai chịu nổi rồi. Tắt về mất anh ạ. Báo quá hả? Chào anh. Báo quá báo. Chia nhau về mất rồi được. Trời ơi cái gì vậy? Đừng làm ồn ào, mất hay nó nhìn nó. Nói chung là không nên. Ôn hòa đi. Lắc cái bình bông lên em quơ quơ bình bông lên. Chị ơi, phải chỗ ơi. Xe ra phải lắm ra mình đứng bển à. Cửa chưa? Cửa rồi, chuẩn bị xe ra nha. Không biết xe nào có cô Hằng đâu, cứ xe nào cũng có đi. Một lát nữa có thể là cô Hằng ra cái bình đầu. Trời ơi, mọi người em ngồi đây đừng có ai chèn cái nội đầu em nha. Em đầu thai vô. Thì sao mấy ông dân quân cũng ngồi xuống hết rồi ta? Chưa. Nó nói mấy ông bay nhồn nhồn quá, tao biết chưa có gì, mấy bay sợ quá. Quá trời quá nắng luôn. Hoàng Kim mập quá gãy ghê. Hoàng Kim mập quá chân gãy ghê. Nào mọi người ơi, mọi người mua cho cô chị Hằng. Chào cái ghế đừng cho nói nhé. Trên hốt ván này. Nốt ván này thôi. Chơi nốt ván này nha. Đấy, tao lên sóng hết rồi đấy. Mai anh nghĩa lại tiền đấy. Ôi dồi ôi, kinh thế. Được rồi, hết rồi. Thôi, được rồi. Rồi, hết bán rồi, hết bán rồi. Thôi, hết lượt nha. Không la nữa nha. Ôn hòa nha. Giữ uy tín nha. Hai tay rồi chỉ chào rồi thôi, chống mặt chống chế.
hơi quơ hơi lắc xíu nha, lắc xíu rồi mấy chú chạy tại phải chào nữa mấy chú chị. Trời, ba này chơi hết ván rồi còn chơi ván nữa. Hết lượt rồi nha. Chắc đổi tổng luôn quá. Con đi đổi tổng luôn á. Ủa sao mình thấy trong báo nó đăng là nó cắt sóng mà nó. Nó không được sáng đăng là cắt sóng. À, các YouTuber, các TikToker là được cắt nhỏ. Cái xe phá sóng nó về rồi. À vậy hả? Nó về rồi. Đâu có sáng vô mà nó cắt ở đâu á, cắt ở đâu cái chỗ khu vực đó. À. Còn tại vì cái tòa án này bự quá. Đông không? Rất nhiều. Xe chở thì nó chảo về. Đóng cửa hàng để đi lên luôn nha. Đẹp ra rồi hả? Ra rồi hả? Chuẩn bị ra. Chuẩn bị ra đúng không? Ơi đừng nước chay Mila mấy bà. Đây quay vậy, xe quay vậy, xe nó quay đó, giống chị Đinh Lan quá à, không bà đó giống chị Đinh Lan á, chị của Đinh Lan á. Thanh lương rồi lắm. Lương
Dân quân đứng lên này là có sắp ra rồi. Lên, tắt đẹp liền em. Đẹp, lấy cây quay không? Đi ra. Quay thôi. À, thầy với trò lên đây hết chưa ai chịu nổi rồi. Giờ... Tắt về mất anh. Báo quá hả? Chào anh. Báo qua báo. Chia nhau về bớt thì được. Trời ơi cái gì vậy? Là bò ngào. Mất hay nó nhìn nó. Nói chung là không nên. Ông hòa đi. Lắc cái bình bông lên em. Em lắc vô vô bình bông lên. Ok anh chơi. Đúng rồi, đâu hay đâu. Anh nhìn cái nó già trộn quá. Anh luôn nè.
Cửa chưa? Cửa rồi, chuẩn bị xe ra nha. Không biết xe nào có cô Hằng đâu, cứ xe nào cũng có đi. Một lát nữa có thể là cô Hằng chụp nha. Ra cái bình đầu. Trời ơi, mọi người em ngồi đây đừng có ai chẹn cái nội đầu em nha. Em đầu thai chứ. Thì sao mấy ông dân quân cũng ngồi xuống hết rồi ta? Chưa. Nó nói mấy ông bay nhôm nhôm quá, tao biết chưa có gì, mấy bay sợ quá. Quá trời quá đắng luôn. Dĩ nhiên Hoàng Kim mập quá gậy ghê. Hoàng Kim mập quá chừng gậy ghê. Nào mọi người ơi, mọi người các cô chị Hằng chào cái thiếu đừng cho mọi người làm cái nhá. Quay nó làm kỷ niệm cảm thấy nhớ nhá. Trên nốt ván này. Nốt ván này thôi. Chơi nốt ván này nha. Đấy, tao lên sóng hết rồi đấy. Mẹ mai anh nghĩa lại tiền đấy. Trời ơi, kinh thế. Được rồi, hết rồi. Thôi, được rồi. Được rồi, hết ván rồi, hết ván rồi. Thôi, hết lượt nha. Không la nữa nha. Ôn hòa nha. Giữ uy tín nha. Hơi lắc xíu nha. Lắc xíu rồi cô chú chạy tại phải chào nữa cô chú chạy. Trời, bà này chơi hết ván rồi còn chơi ván nữa. Hết lượt rồi nha. Chắc đổi tổng luôn quá. Con đi đổi tổng luôn á. Ủa sao mình thấy trong báo nó đăng là nó cắt sóng rồi đó. Nó không được cái sáng đăng là cắt sóng. À, các YouTuber, các TikToker là được cắt nhỏ. Cái xe phá sóng thì về rồi. À vậy hả? Bỏ về rồi. Mà nó cắt ở đâu á, cắt ở đâu cái chỗ khu vực nhỏ. À. Còn tại vì cái tòa án này bự quá. Không đông không? Mở xe ở chợ này nó chảo về rồi. Đóng cửa hàng đi lên luôn nha. Nước cốt nhậu đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa của chú anh chị ha. Ai cần thì liên hệ trên số Zalo màn hình của bánh mì ha. Cái này là cực kỳ tốt, đây là sản phẩm nhà em làm nha, yên tâm về chất lượng ha. Đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, đau thần kinh tọa cực kỳ tốt ha, cực kỳ tốt. Trong uống ha, đây là uống, đây là nước cốt nhậu, nó hương vị của nó là chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống. Còn đây, đây là cao so bóp, sản phẩm mới của gia đình à, cái này là cũng là sản phẩm gia truyền nha. Này là rượu so bóp ha, bị chật khớp nè, rồi bong gân nè, đó, những người mà bị coi như là thể thao, chơi thể thao mà bị bong gân này kia cái nọ, hay qua là phù nề sưng rồi đó, thì sức cái rượu gia truyền này là cực kỳ tốt nha, cực kỳ tốt luôn, tan máu âm cực kỳ tốt ha. Ai cần thì cô chú anh chị cứ mạnh dạn nha. Một chai của nó là 135.000, 135.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị. Đó, sản phẩm nhà em tự nói chung là gia truyền nha, sản phẩm gia truyền ha, rượu so bóp ha. Còn nước cốt nhào là 300.000 à, cũng bao ship toàn quốc luôn. Đó, cũng bao ship toàn quốc luôn.
coi như là chị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tới bị chân tay, đau thần kinh tọa. Một chai này, một chai nhào là 300.000, còn chai rượu so bóp 135.000, cũng bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ số Zalo trên màn hình nha. Rồi một lần nữa xin cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.